want somebody. Come let it get away. Oh no, you don't want to end up so the way that I'm feeling every day. No, 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 kiểu ngủ một tí không có đủ đủ lượng cho mình ấy. Tại sao lại thế? Ngủ mà, nhưng mà ngủ cái kéo kiểu nhắm mắt xong chưa kịp ngáy thì đã hết rồi. Kinh. Hello mọi người, trong tháng 8 nhỉ? Chào anh, tháng đêm. Anh khách đồng hương. Lâu lâu mới thấy nhau à? Em về quê cả hơn tuần nay em mới sâu lại. Hôm nay đánh săn đỏ à? Cho đỏ may mắn đầu tháng. Chứ mọi khi đánh son cam bạc bẽo lắm. Bạc bẽo. Chưa giờ đánh son cam mà. Lâu lâu quay lại không biết nói chuyện gì với mọi người. Tại mọi người không bắt chuyện với em là em cũng không biết nói gì luôn. Tất nhiên là dù đừng nói gì cả. Yêu nè. Sumita. Lại là được ai hơn Sơn Hà Nam Đế Cương. Chị gái Long có khỏe không? Trời ơi, bồ mò. Cảm ơn anh bạn khách nha. Quà mở tháng của em. À tối nay em có show acoustic, mọi người nhớ vào xem nhé. 20 giờ room 88 luôn này. Em với lại là Hà Banda, lúc trước mà làm spec với em luôn ấy. Acoustic thôi, không phải là spec đại chiến gì đâu nha. Nên mọi người đừng sợ ha. Không có sợ. Tối nay có spec thôi, trốn tối nay. Có bla 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 các kiểu. Trong lòng em đây. Tưởng BS là gì hả anh? BS là gì? Chắc là mình phải làm cái spec ha.
Hả? Đại chiến hả? Tưởng đại chiến trốn luôn. Sợ ấy. Sợ thế cơ à? Ừ, cũng sợ thật. Công nhận. Chào anh Dũng. Chào mèo ngớ ngẩn nha. Anh Dũng. Anh Dũng này xem Mina cũng khá lâu lâu rồi đúng không nhỉ? Hả? Hello Tola nha. Lâu lâu quen quen. Có quen cái gì đó. Anh Du không được tính là khá lâu mới thôi. Hát bài Đường Về Thanh Hóa đi. Trước bài Đường Về Thanh Hóa phải có một cái bài gì đấy mở bài đã, bởi vì là bài đấy lâu rồi em không hát, lâu rồi em cũng không hát ấy, cho nên là ok nè. Không hát bài Em Ơi nó mệt mỏi lắm. Không. No. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Na 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 na. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái phải làm sao. Lỡ buông lời yêu anh, giờ anh xa anh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, yêu chung. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những chưa hẹn. Dù trời nắng hay mưa trên đời, say you do, say you do. Thương anh mất rồi, gọi vì mình còn gái phải làm sao. Trời ơi, lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa anh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, you do. Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những chưa hẹn. Dù trời nắng hay mưa trên đầu, say you do. Ủa ai vậy? Đêm mang mơ nói tiếng yêu anh, vì mai lại thức giấc sẽ không dám cho anh một ngàn tiếng ca. Cả móng tay là ai vậy ạ? Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah. Chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do. Anh hỏi em hả? Anh hỏi em hay là anh hỏi ai vậy ạ? Say you do. Sorry, bởi vì là đổi tên thì em không nhớ là ai cả. Đi Sài Gòn trốn nhanh thế chưa kịp gặp.
Kaka. Không đúng. Kaka ngoài này. Hết rồi, chẳng còn ai. À, thật sự. Đúng rồi, với mình có mỗi Kaka với lại Lu, mình đã biết rồi, không phải Ti luôn. Ủa, sao lại cái VIP này? Phải trốn nhanh nên lỡ để bóp bắt được hay sao? Trong trái tim ta hàng dừa xanh ôm bao bóng lá, ôi hai tiếng quê hương đầy thanh hóa yêu thương, như chiếc nơi sinh núi đỏ kia còn ghi qua bao đời. Về quê thanh đất rộng người đông, thuyền nhẹ đưa xem thắng cảnh hồ công thành nhà hồ. Đấy, có rồi đấy, có rồi nha. Không phải tin được. Cảm ơn anh bạn khác nha. Nga Sơn hả? Nga Sơn là có chiều cói. Ơi qua đất Lang Sơn, trong ngày đầu thu nắng lên nương, bài bình ngô con vang khắp chốn. Lòng xôn xao vâng dương lên đang ngàn mặt lưới thuyền ra khơi cánh buồm lướt tới sóng sầm sơn xa cá bơi về đầy trống hoang điệu dân ca dùng lòng ai đó người vô đây xin dừng chân ngang ôi đất quê thành thắm bao tình người nên chắc đã quên ra khơi cánh buồm lướt tới sao
dân ca rung lòng ai đó. Người vô đây xin dừng chân ngang, ôi đất quê thành thắm bao tình người nên chắc. Chuyên ngành của em là nhạc trẻ mà. Này là đá sân thôi. Cái này kiểu như nghề tay trái, hát theo, hát thêm tí thế thôi. Chứ đâu bảo đâu phải là em hát bài, em có đeo hát nhạc này đâu. Em học ở đâu ạ? Em học, nghĩa là em học trường gì đúng không? Y chang cái gì? Y chang cái gì? Đừng nói nữa, rồi em mặt em hơi bị béo. Không sao, không sao hết. Cái này mình gọi là mặt phúc hậu. Oh, mặt phúc hậu. Kêu Vina hát mấy bài vậy? Nhẹ nhàng thế thôi à? Em nằm em nhớ một ngày trước. Em về
Chú. Anh thở nè. Mina nè, anh thở. Hôm nay làm live show Thùy Chi. Lâu lâu mới gặp nhau, sao chú có thể đối xử với con như thế được? Không phải Mina đâu. Đi rồi. Em đẹp nhất.
nhất hôm nay. Có vẻ anh gà á, không thể nào là anh gà được. Em đẹp nhất hôm không nay. Có mấy thằng on điện thoại không thích cái này. Sao thì cũng phải để lại cho em cảm ơn một câu chứ nhỉ. Không thể nào là anh gà được. À, style lạnh lùng boy nói này mới nhớ đến anh vô hình. Lâu rồi không gặp anh vô hình ấy. Ha. Chú ơi, dạo này chú có còn sầu xiết các thứ nữa không? Không thể là anh gà được, chỉ biết nói thôi. Chú, con hỏi này, đến ngày xưa chú sinh ra vào giờ sầu à? Ngày xưa chú sinh ra vào giờ sầu. Hí á? Không đúng à. Thì bây giờ ấy, như kiểu ngày xưa mẹ con bảo mẹ con sinh con ra vào em đẹp nhất hôm nay. Dù dễ dãi kìa. Ủa. Em đẹp nhất hôm nay. Em đẹp nhất hôm nay. Đi luôn. Trời ơi, không thể tin được ấy. Em đẹp nhất hôm đúng nay. Đúng rồi, phải chụp lại cái này. Mọi người giúp em chụp lại cái này nhá. Kỷ niệm nay Du dễ dãi vào đổi tên rồi. Đây là quà đổi tên của Du mà nay. Đúng không? Đây là kiểu như báo trước ấy. Báo trước là sẽ như này nên đổi tên vào. Đây là quà đổi tên của Lu. Chắc chắn luôn đây là quà đổi tên của Lu rồi. Sắp đổi tên cho nên là cái này là kiểu như là gạ trước như thế. Em đẹp nhất hôm nay. Đúng không? Là con gái em đẹp nhất chúng hôm tôi nay. Với bản định ai biết được con người mà thay đổi nào sao biết được. Sao không có em xấu nhất nhỉ? Chắc có thì nếu mà có cái đấy thì chắc là chú sẽ cho con chắc là chú sẽ spam cho con cái đó rất là nhiều nữa nhỉ. Kể mà có cái đấy thì sẽ tốt ha. Xin lỗi hả? Xin lỗi thì cần phải nịnh nọt. Thì nịnh nọt thì tặng quà thì có tặng quà mà. Ủa? Em cũng sốc. Em cũng hơi sốc nhưng mà anh ơi có đang xem không? Anh vừa tặng quà cho em có đang xem không? À, em cảm ơn nha. Diều vi vu xa xôi núi che nắng, trưa trưa dưới mây đỉnh rêu phong là bóng mát ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao năm, thắm hương lúa lên đồng, liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ. À đúng rồi, hí giúp Mina chụp lại cái này nha, chụp lại cái Du vừa bảo ha. Hello Hằng, Hằng khi nào show em, tuần này có show không?
quỳ. Ok. Chú thấy hay không chú? Hay không? Dở à? Con có hỏi là con hát dở hay hay đâu. Con bảo là chú thấy Du nói hay không. Là một người đàn ông chú nhận xét đi. Thấy thấy Du nói hay không? Thứ năm hả? Mãi thứ năm. Tuyệt vời ạ. Con đâu có cần hỏi làm gì không? Con không cần hỏi, biết câu trả lời chú sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà không sao. Con biết chú nói thế thôi chứ thật ra chú quý con lắm, thấy con hát hay nữa, trong lòng thì thấy hát hay nhưng mà cứ kiểu giả bộ chê thế thôi. Biết mà. Mẹ con thế. Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Mẹ con à? Mẹ con 78. Cứ thao thức mong chờ lấy chồng sớm. Cơn gió lạ ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những Du dễ dãi. Ngoài đời sương gió, tôi lắm đôi vai gầy, và anh ong là ai? Vừa mới vào ấy, xong rồi đi rồi. Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng. Em thường vẫn ước ao rằng một ngày đang đến, ngày ấy không xa rời, và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười. Anh về đi. Đâu chưa được 18 rồi chú. Nếu mà thế thì phải 15 tháng 8 thì mới được 18 tuổi. Trời nhắc khéo ha. Nhắc khéo quá. Đâu. Vô tình, đấy là vô tình thôi. Đấy như kiểu vô tình ấy chú kìa. Có mở tiệc không? Tiệc tùng gì? I love you. Gì ạ? No, stop. I love you. Không phải Du. I love you. Ô, ủa là ai vậy? I love you. Nhưng mà em không thấy cái nick tên này ở trong đây. Nhưng mà không có cái nick này ở đây. I love you. Để chờ cái anh đấy vào tiếp. Để em phải bắt được anh ấy. Bắt ngay tại trận luôn. Xem nào. Không mất luôn nick của con rồi. Nóng quá. Phải bắt được bây giờ nhá. Xem nào.
bây giờ bắt được bằng cái cách mà đây không? À không được, người ta không có chat thì không làm được cái gì cả. Ít ra thì cũng phải ngồi ở đây khoảng 2 giây để em nói lời cảm ơn. Xong rồi đi đâu thì đi chứ. Để cho người ta phải... Đúng rồi, phải canh. Bây giờ phải ngồi canh. Thì cũng có được sự đáp trả đâu mà anh cứ nhận vơ. Ờ. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Từ từ đợi chút, đừng có đi. Đừng đi. Thề nhanh. Thề luôn. Xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương nhớ. Phố xa xôi đã vắng người qua, còn lại anh còn bao yêu thương. Nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai. Là bờ vai, là màu tóc xóa. Mùa thu sang, hàng cây xao xác, lá rơi đầy đã qua ngày xanh. Ngược thời gian, ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. lại bắt đầu suy diễn đấy, Lỡ người ta chỉ thấy để thế thôi, ghé một là vui thôi, người ta để thế thôi thì sao? Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi. Milo đúng không? Chắc là Milo. Thông minh á, tự nhiên thông minh. Nóng quá. Bét à, Milo hay ha. Trời ơi, đúng bét Milo. Cảm ơn Milo nha. Nào Milo ơi, cảm ơn Milo nha. Đằng ấy cho mình hỏi, đằng ấy có phải là người mà mình đang suy nghĩ không? Nơi góc phố bóng em xa mờ. Bật quạt cho mát nha. Hey, đằng ấy có phải là người mình đang suy nghĩ không? Đúng không?
Bật quạt cho mát. Có đúng không? Có đúng là người mình đang suy nghĩ không? Bật quạt cho mát nha. Có trái tim đã hoa phương vỡ. Bật quạt cho mát nha. Trong bây giờ nơi này em ấm. Nếu như anh làm tiếng trà sữa em ơi. Làm tí trà sữa em ơi. Khó hiểu gì. Không. Đúng không? Kamsahamnida. Tháng này đã đủ chỉ tiêu rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hi hi. Còn không em, còn đâu những mong chờ. Còn không em, còn đâu những ngây ngô. Còn không em, một giây phút dài khờ. Ngày em ấm xa mờ, đời ơi cũng thôi mộng mơ. Người về đi em. What? Về đi em, đường sao quá lê thê. Sao biết còn thiếu 5 ca? Sang năm chúng mới lên VIP. Trời ơi. Với chú thì thích lên lúc nào cũng được mà đúng không? Chỉ là mình thích hay không thôi, đúng không? Chỉ là mình thích hay không thôi. Em cũng nghĩ thế. Từ từ em phải xác nhận xem ạ. Trong nỗi âu cay đời chua cay tưởng như mãi ai hay người cho em từng giây phút nghi ngờ đời cho em thành tương đã cho vời
một bài, coi như là kỷ niệm một năm chú bước chân vào con đường. Bước chân vào con đường không có lối thoát, à khó tìm ra lối thoát. Con nói thế thôi ha. Hai đầu chân tặng quà đầu tháng bằng cách giận chú. Cái đấy thì phải trách là tại sao, phải trách là thì có lửa thì mới có khói, không tự nhiên mà giận được. Con này con cũng thế, không có tự nhiên mà giận được. Bây giờ thật phải có cái gì đấy thì mới giận. Đừng xác nhận nữa. Đúng rồi đúng không? Nếu không xác nhận nữa là đúng không? Trả lời cái đi rồi không xác nhận nữa, bỏ qua luôn. Một năm mà sắp lên viết 17, cũng đáng sợ thật, quá đáng sợ. Thì đấy con bảo là cái con đường không có lối thoát. Thế thì tặng chú một bài Thanh Xuân nha. Thì bởi vì đó, chị nghĩ ý là phải đã qua, nghĩa là nó hơi có cái gì đấy liên quan mà con không thể diễn tả được. Con chỉ biết là con sẽ hát chú bài này thôi. Rồi cầm tay dắt lối về kỷ niệm đầu, thì ra đã quá lâu. Thời gian trôi đi muôn nơi, tim bao khát khao đầy vơi, buồn rồi vui như mưa ngâu tan trong gió ai chờ đâu. Giờ thấy môi khi ta cười nhưng mà lòng thoáng có chút buồn, thì thôi mình nhìn nhau chút nữa thôi. Trôi đi xa, trôi đi xa, trôi đi giấc mơ ngày qua. Bao tháng ấy ngại ngùng lắm biết không, chiếc hôn lần đầu, thì nắm tay lần đầu, rồi thì lần đó mình đã đánh mất nhau. Mà sao thôi, nay xa xôi chợt lòng nhớ phai thương. Đúng yêu lần đầu biết yêu muộn sao. Bài 60 năm cuộc đời tặng chú nhỉ? Nhà chú nhỉ? Chú chịu không?
Ai chú? Chú bên ai đấy? Ai? Ai à? Sung sướng không bao lâu, 20 năm sau giàu vững cao vời vợi, 20 năm cuối là không phải Ken. Hello Ken, 6 mập là ai vậy? Bye bye.